Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Mô Tạc Vinh My. Rồi, như thường lệ tất nhiên quảng cáo sẽ hiển thị ở giây thứ 10. Các bạn nhớ kính chào hộ mình cũng như là Phúc Thinh Anh phút thứ 10 nha. Hiện tại hôm nay giọng mình nó đang khàn khàn rồi. Mình đang rất là cố gắng làm để các bạn, mặc dù cái giọng mình đang rất là bị ngu người đấy. Cho nên mong là các bạn coi như không về ủng hộ thì cũng như một phần là tinh thần đi, cho mình một cái sự ủng hộ, cho mình một cái tinh thần để mình cố gắng làm những clip tiếp theo, cũng như là cho dù cái giọng khàn mình vẫn cố gắng làm clip cho các bạn. Đấy, như vậy là cũng một cái thành quả hoặc là một công lao gì đó, coi như các bạn có gì đó nó ủng hộ mình đi nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại test mỗi con tướng nó cực kỳ ngầu trong One Piece đây. Anh chàng Luffy này chắc là cũng chả xa lạ với các bạn rồi, cú đấm châm nọ. Sau khi Haki thì anh cũng sở hữu cú đấm châm nọ rồi. Thì hôm nay mình sẽ test cái thằng Luffy này và phó bản test để cho các bạn xem uy lực của cú đấm châm nọ như thế nào. Rồi, trước tiên mình cũng giới thiệu về sơ về thằng Luffy này luôn, về Haki và cũng như Sura. Có thể các bạn chưa biết về những cái tuyệt chiêu của nó thì mình giới thiệu luôn. Nói về Luffy thì chắc các bạn cũng biết là thủ lĩnh của băng mũ rơm rồi. Thì trước Haki là gọi là tiến hóa hai lần, sau khi các bạn tiến hóa hai lần thì nó sẽ có một hình dạng đó là khuôn mặt đỏ lè và bốc hơi lên. Đây, đấy, nó đang gồng để đấm đấm nè. Rồi còn sau khi Haki lên thì phải nói là có cái sự thay đổi vượt bậc luôn, khi mà trước khi tiến hóa anh chiêu nọ chỉ hồi được 26 nọ thôi. Đây các bạn thấy, đây ra chiêu trong trạng thái Gin 2 phát ra 10 lần tấn công cực nhanh, tạo thành sát thương cho một mục tiêu và hồi 26 nọ. Còn sau khi lên Haki rồi thì phải nói là khủng khiếp, tại vì đây là Gin 3 thì nó sẽ đánh một chí mạng, gọi là tấn công chí mạng luôn. Ở đây thì nó gây chí mạng có nghĩa là một đòn tấn công cực mạnh đó các bạn, và hồi trăm nội bản thân. Wow, nó là rất là tuyệt vời đúng không? Rồi bây giờ thì do cái giận mình hơi yếu cho nên mình chắc là chuyển sang cho nó thì đấm cũng không được bao nhiêu máu đâu, cho nên các bạn nhớ thông cảm cho mình nha. Cũng như là mình sẽ mang trận hình là full tem bức nổ đi cho nó khỏe. Rồi mình sẽ xài với cái trận hình này. Cái trận hình này hồi sáng mình vừa test nhân vật chính xong. Hồi sáng mình cũng có làm clip test nhân vật chính mang đồ diêm beo á, và uy lực đúng là không ngờ được. Các bạn nào chưa xem thì có thể vào danh sách phát, mình để phần mô tả cái danh sách phát tuần 1 tháng 3. Các bạn có thể xem đầy đủ tất cả các clip của mình. Rồi ok, bây giờ thì mình có một số tướng cần trang bị mà thôi, chắc mình khỏi mang đồ luôn xem sao. Rồi Luffy đây, mình sẽ thay vào nhân vật chính. Rồi mình chuyển đổi nhân vật chính cho con Chopper đi. Đấy, vào cho nhân vật chính chết sớm chút đi. Nhân vật chính là chủ chốt thì phải chết sớm miếng này cho khỏe. Rồi mình sẽ vào phó bản ác mộng mình test nha. Đi cái nào thấp thấp thôi. Đi hôm qua đi vào đăng ký thì hôm nay mình sẽ đi Nico Robin nha. Rồi lâu lắm rồi mình chưa test thằng Luffy đấy, thì hôm nay mình sẽ test Luffy và cũng như các bạn xem luôn. Rồi ba búp nổi như vậy là chắc là đủ để anh cân tem rồi. Đấy chà, lúc đầu mới giao gặp một cô em xinh đẹp rồi à. Này, cú đấm chết chóc. Rồi cú đấm cực kỳ ghê gớm luôn, khi mà anh hóa thay thành một cú đấm sắt đấm vỡ mặt người ta. Rồi có nổ rồi bạn ơi, thảm họa tới rồi, có nổ là thảm họa tới rồi. Ua, chết luôn, quá dữ. Ui giờ đấm như thế này gọi là đấm rồi, là tiếp tục châm nổ nữa. Ủa sao nhân vật chính chưa chết nữa, mình cứ tưởng nó chết rồi chứ, mình chả đeo vô nó mà nó cũng sống nhăn răng à. Đấy, thành viên tiếp theo ra đi. Rồi mình sẽ đặt cho cái biệt danh của anh chàng này là cú đấm ra đi. Anh đấm phát nào đi, đi phát đó thôi, không nói năng gì hết. Đấy, rồi bye bye à. Cú đấm, đây là cú đấm ra đi thứ biệt rồi. Rồi nhân vật chính không cần bị phụ ta đâu, mình tao đủ cân tem rồi. Đó, đâu cần bị phụ, cứ đấm là đi thôi, đấm là đi thôi. Đúng là cú đấm ra đi nổi tiếng của Luffy. Yeah, Luffy với cú đấm ra đi. Trời ơi, nó hợp, hợp kinh khủng lên đó các bạn. Rồi thanh niên cầm đao à, cầm đao làm được cái gì trong khi anh là cú đấm ra đi. Ôi cái con kia giảm nổ kìa, nguy hiểm thiệt, mình mà đặt ở trên đó là giảm nổ Luffy của mình rồi, may mắn quá. Rồi xong rồi, thảm họa lại tới rồi, cú đấm ra đi bánh xác. Ui giời, thế này giờ ai chơi lại mình nữa trời, cú đấm ra đi nó mạnh quá mà ai chơi nổi. Rồi đầu bếp cứ đập son đập nồi đây, rồi chuẩn bị ra đi nha, cú đấm ra đi ở đây. Đấy, đấm đến nọ mà người ta không thấy nổi cú đấm luôn à, đấm thế thì vỡ mặt chứ làm gì, vừa vỡ mặt mà còn bị ra đi nữa, trời nó tội mày hả con. Ra đi liền chứ sao mà sống nổi, cho mày hồi máu luôn á, chấp mày hồi máu luôn á. Yeah. Ôi giờ khung cảnh ở đây là một khung nhà quá đẹp luôn các bạn ơi. Ủa, bắn xác luôn, khung cảnh quá đẹp luôn, các bạn thấy khung cảnh rất là đẹp không? Nhưng mà có điều Luffy mình nó gian ác quá, với khung cảnh đẹp như vậy mà nó nở lòng nào mà cho tụi lính nó ra đi hết. Ui đúng là cú đấm huyền thoại của Luffy, chết rồi con này giảm nổ.
Rồi rồi, ừ hình quá nó bị chán rồi. Cái này thì mày chuẩn bị ra. Ui á. Rồi giảm nỏ xuống, đắng lòng. Ui thế này thì làm sao mà ra đi được. Thôi bỏ qua một tuần đi. Tại vì nó giảm nỏ nên mình không thể nào dùng cú đấm ra đi được. Nhưng mà bây giờ thì sẽ khác. Rồi cho mày giảm nỏ thoải mái luôn á. Tao còn hai phút nỏ phía sau kìa. He he. Chết chưa, chịu chết chưa. Chịu chết chứ em. Đậu phộng nãy giờ đứng giảm nỏ tao như một quỷ thần. Tao nhìn nãy giờ làm tới liền. Ai con ở đầu bếp kia chuẩn bị hy sinh nữa rồi. Tội nghiệp em quá. Ôi giời, thế này sao sống mà nổi. Luffy mới có đâm ra đi. Trời ơi, nó mạnh. Khủng khiếp. Đấy, clip rất là tuyệt vời các bạn. Cái sức mạnh của Luffy này thì không ai cân nổi đâu. Bởi vậy các bạn nhớ xem subscribe mạnh cho mình cũng như kích quảng cáo mình nha. Phút thứ 5 là chơi qua đấy. Mà nãy giờ mấy các bạn nào kích cho mình không biết. Rồi thì tới phút thứ 10 cũng nhớ kích thêm nha. Rồi ok. Trận hình khủng khiếp quá. Luffy này nó không nhìn ai hết. Rồi trận hình tiếp theo đây là một trận hình hàng dọc à. Rồi chấp hàng dọc luôn. Chiến luôn. Rồi có nọ nữa rồi, thảm họa lại tới rồi. Làm sao mà sống nổi khi mà anh cũng có đấm ra đi. Ui nhân vật chính tao nói rồi, mày cứ đứng im đó đi. Mày đứng im mày nhìn được rồi, không cần phải phủ tao đâu. Sức mạnh của tao đủ cần tiền. Đậu phòng được á, không cần phải phủ. Mày cứ đứng im đó mà nhìn chim, nhìn gió, nhìn trời đi. Không thì có cái nhà hàng hay cái nhà gì kìa, mày vô mày ngủ luôn đi cũng được. Đậu phòng nó chán 100%. Đâu ra mà dùng chán hay vậy. Hay nấy, tao sẽ trả thù cái chiêu đó của mày. Trả thù liền chứ ngại gì. Đậu phộng của đấm ra đi mà giờ dám làm chán hả? Nó nói rồi mày không cần phải phụ tao đâu. Mày chỉ cần đứng nhìn mà vô nhà ngủ luôn đi được rồi. Ui giời, đúng là anh chàng Luffy rồi. Chúng ta quá lợi hại. Rồi, ui có cái hòm gì nè các bạn. Hòm báu vật hả? Ở Water 7, Ikebus bị ai tập kích? Ikebus là ai ta? Ikebus là có phải là cái con giống như con trâu cầm cái khiên cái giáp không ta? Phủ rơm CP9 fan của Ikebus hả? Ai ta? Băng mũ rơm thì chắc là không phải rồi. Không lẽ băng mũ rơm huyền thoại mà lại đi tập kích người ta? CP9 hả? Vậy là mình thắc mắc giữa CP9 và fan của Philip. Nếu là fan của ổng thì làm sao mà tập kích ổng được? Vậy là chắc là CP9. Mình sẽ chọn CP9 nha. Yeah. Trời ơi, trả lời đến này thì sao mà trật được. Ui Robin giờ làm được cái gì? Thời đại của em đã hết hạn rồi. Bây giờ là thời đại của Luffy, của đấm ra đi. Đấy. Yeah. Không có ai giảm nổi là ok rồi. Luffy mặc đồ lộn đi, còn Robin mặc đồ đen đúng không? Mình sẽ sớm tiễn nó về thế giới màu đen luôn. Bành sát liền. Cú đấm ra đi là bắt buộc ai cũng phải ra đi thôi các bạn ơi. Nhưng mà chính không cần phải giải giúp tao đâu nha. Trời ơi, tao kêu không cần giải giúp rồi mà nhiệt tình quá. Ui da, giảm nổ à. Mấy giờ giảm nổ nữa trời. Rồi chán. Đậu phộng thằng nào. Thằng nào dám làm Luffy của tao chán vậy. Mày đúng không? Mày cầm đao đúng không? Mày nhớ mặt mày đấy. Mày chuẩn bị ra đây đây. Mày chém đủ chưa? Chém đủ rồi thì ăn đòn đây còn chém gì nữa. Ui giời máu. Thấy mình đấm xong sợ hồi máu liền các bạn. Đúng là dân chơi thứ thiệt. Thôi mày hồi máu gì cũng vô ích thôi. Vậy đó. Luffy xử nó liền cái tao. Đậu phộng Robin. Giờ tới lần Robin nè. Nãy giờ là mày đứng đó mày giơ tay mày múa mép. Nãy giờ là quá đủ nha. Robin chứ đâu phải là cá rô đâu mà tao phải nhịn. Tao phải nhịn mày. Ui thật là tiếc vì mình đã giết được một cô em xinh đẹp. Thôi nhưng mà không sao. Xinh đẹp gì cũng là đối thủ mình giết hết. Giết hết. Rồi còn một em hoa tiêu. Hoa tiêu bây giờ thì về với thế giới phi tiêu luôn đi chứ còn gì nữa. Tao kêu không cần trợ giúp tao đâu. Cũng giúp chi cho mệt vậy. Hay nha, sức mạnh của Luffy là hoàn toàn tuyệt đối mà. Ui đánh em mới được hạng A. Đậu phộng. Trái côn trùng. Cái côn trùng mà là trái bắp. Cái này luộc ăn hay làm gì? Từ đây nhảy sang đây phải không ta? Ui giời, mở ra cốc này làm gì? Cốc cơ bồ lưu ê, về uống rượu hay uống nước? Ui giời, đắng lòng. Cho là phòng lễ phẩm cho rồi chứ làm được gì? Đấy, quăng nó vào đi. Được, đánh năng lượng, đánh nguyên tố. Rồi, Tinh Linh đã tìm được báu vật nè. Wow, 20 cái này luôn, quá ngon. Ui tuyệt vời quá, hôm nay đúng là một ngày may mắn đó. Mong là hôm nay các bạn sẽ kích vào quảng cáo ủng hộ mình thật là nhiều nha. Hôm nay là một ngày may mắn của mình đấy, cho nên mình rất là mong các bạn cũng nhận được sự may mắn của mình. Bạn muốn nhận được sự may mắn của mình thì ủng hộ mình nhiều vào nha. Rồi giờ coi như mình là cũng test xong Luffy rồi đó. Luffy thì khủng khiếp quá, mình thử đi trận đấu trường nè. Thử đi với trận hình này coi nó thắng hay thua hay sao. Có ăn đường đấu hả? Vậy chắc mình phải mang Jimbel trở lại thôi, chứ nó không là sẽ thua. Jimbel mang cho con Kemi đi. Rồi mang cho trước đi. Luffy xuống đây đi. Luffy vô đây núp đi để Jimbel bảo vệ cho. Rồi giết thử coi win không. Mình ngay là thua rồi.
Ui giời, thằng Lao chưa chết là thấy nguy hiểm rồi đấy. Rồi biết vậy mình mang thằng Lao chết thì được rồi. Làm bây giờ như beo của mình đơ luôn rồi đó, không có làm gì được nữa. Ui già, Luffy làm gì vậy? Ui bên đó cũng có Luffy kìa, Luffy Sura luôn rồi. Đậu phộng cho nó đấm thốn lắm á. Ui ở sao mạnh như vậy? À đồ đều đều được. Rồi thua các bạn ơi. Rồi mình sẽ quay lại mình trả thù nó sau. Bây giờ lại mình chuyển lại trận hình này đó. Mình rút đao, mang đồ lại. Đậu phộng nó dám đánh thắng mình là mình không thể nào mà tha được. Sao rồi là kéo lên kiểu kiểu bảy tư chưa 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 thiếu ai nữa ta? Nhân vật chính đúng rồi, nhân vật chính mang đồ chắc bờ. Rồi ok lên rồi đó, mình trả thù nó liền chứ làm sao mà có thể tha cho nó được. Rồi giết sáu vàng thì làm gì, sáu vàng sao bằng được chân vợ của mình được đấy, giờ mày làm gì được nữa. Nó hơi rồi, ăn đòn chưa à, cho mày hồi sinh luôn á, chấp mày hồi sinh luôn á chấp bờ. Ui gì cũng đấm gãy dưới cái thì làm gì được. Ui Luffy su ra à, Luffy su ra được đấy, mày cứ đợi đấy, tao giết hết giảm nổ khí hả. Ui đúng cái chiêu mình thích nữa, mới đau răng nữa. Rồi số của nó là số đen rồi, số của em là số chết rồi. Thằng Lao giờ sao sống nổi sau tour này, bạn thấy không, thằng Lao sao giờ sống nổi, sao mà sống nổi. Rồi còn ba em, ủa Zoro đâu ra vậy? Anh nó chui đâu ra như một quỷ thần. Rồi Lao phao đi, phao ơi Lao ơi, trình độ của mày là đủ giết đừng Zoro rồi, cho nó hồi thêm bóng máu thứ hai rồi giờ để tao giết cho. Rồi hồi đi dùm beo sở sao. Ui sao chém chém cái gì mày cứ chết đi cho rồi. Ui dùm beo này còn siêu vào. Thằng Jim Bell này cũng khá mạnh đấy, mình cảm thấy nó cũng khá mạnh, đấm cũng khá mạnh, để mình coi thử đây. Vũ khí cũng 94% và rèn là rèn 130, 130. Rồi bên Jim Bell của mình thì rèn 135. Đây nó thiếu mình nó thiếu một cấp rèn với lại ngọc nó 94%, thiếu 6% nữa. Rồi mình lên được hạng 672 nè. Ui giết con này lấy hạng 64 luôn nè. Ui giờ nó đặt lao ở ngay đây mới đau quá chứ. Cái này thì nó chích được dây beo của mình rồi. Ui sợ trầu quá, mình quên thì chắc là quên nổi á. Ui sao mạnh dữ đại ca, lâu ngày không gặp mạnh dữ à, top 155 mà mạnh dữ á. Thôi thua rồi. Ui hên quá, con bo của mình xuất chiêu rồi khiến cho thằng Lao bị tê liệt luôn. Hay quá bạn ơi, khiến cho dây beo của mình giờ được đấm thêm tuần nữa nè. Hay quá, trời ơi chích thằng dây beo nữa chứ. Cái này thì ai mà chơi nổi. Ủa nó đâu rồi? Chết 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 chết, bà xuất hiện rồi kìa. Rồi thằng Lao chích được rồi đó, rồi xong phim. Team bắt đầu thay đổi trận hình rồi đó. Diêm Bèo ơi, mày đấm được ai thì đấm bên kia nha, đừng đấm bồ nhà nha. Tao không thích mày đấm bồ nhà đâu. Đừng đấm bồ nhà nha. Ừ, đấm Diêm Bèo cũng tạm được. Ui giời, chích mình ghê quá. Ừ, không chích được. Rồi mày tiêu rồi. Chích xì ke mà cũng chích hụt nữa. À, rồi xong rồi đó. Team nó là thằng Lao chết chắc rồi nè. Thấy chưa? Ui giời, bây giờ thì sao mà thua nổi nữa. Yeah, vậy là mình đã lấy được hạng 64 chắc chắn rồi đó. Tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Banh xét nè, còn đam mê cho mày đấm đấy. Cho đấm cái trước khi chết đó. Ui à, mạnh đó chứ. Ui à, đậu bọn nó lụm đâu ra cái skill quá vậy. Vô tình cái nó win mình mới đau đó. Ui giời, vài cái trưởng là dẹp luôn đi. Đậu bọn đen quá. Thôi, rồi mình cũng kết thúc clip lên đây. Mong các bạn xem clip mình nhớ subscribe, kích vào quảng cáo ủng hộ mình nha. Rồi, tạm biệt các bạn. Trận hình cuối đen quá, lấy hạng 64 mà khó quá. Nắm lòng.